văn hóa cổ truyền các dân tộc Á Đông, sự vận chuyển của thời gian một năm vũ trụ được mã hóa, biểu trưng bằng hình tượng các loài hoa quý giá và đặc sắc của bốn mùa: xuân lan, hạ liên, thu cúc, đông mai. Hoa lan mùa xuân, hoa sen mùa hạ, hoa cúc mùa thu, hoa mai mùa đông. Xa xưa đã được các bậc tiền nhân liệt vào hàng vương giả chi hương. Có lẽ không chỉ bởi chúng vốn được lưu truyền trong chốn cung vua, phủ chúa, cao ngạo, thâm nhiên, mà chính là bởi chúng mang thứ hương thơm không loài hoa nào trên thế gian sánh nổi. Tuy nhiên, ông cha ta từ xưa chỉ ngưỡng vọng các loài địa lan, tức là các loài hoa được trồng trong đất, do thứ cây rừng hoa núi hoang sơ lạ lẫm. Người ta yêu địa lan không chỉ bởi vì sắc đẹp và hương thơm của chúng, mà còn bởi vì chúng là những tác phẩm nghệ thuật phụ thuộc vào chính bàn tay, kinh nghiệm và sự sáng tạo của những người yêu hoa. Hoa lan qua câu tục ngữ: làm chúa chơi lan, làm quan chơi trà, hoặc là hoa áng văn chương tuyệt mỹ của nhà văn người Hà Nội gốc nổi tiếng hào hoa lịch lãm Nguyễn Tuân, vang bóng một thời. Trong những câu chữ được gọt rũa cầu kỳ đến mức điêu luyện ấy, vẫn đong đóm nỗi niềm của một kẻ nặng lòng hoài cổ, đang thả hồn chìm đắm trong những dòng hồi ức lung linh kỳ ảo, nhớ về vẻ đẹp của thời quá vãng xa xưa, tưởng sẽ không bao giờ sống dậy, chỉ còn lại đôi ánh hồi quang mờ dần trong niềm tiếc nuối hôm nay.